Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn Mayland. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thị trường bất động sản đi xuống, nợ xấu ngân hàng tăng cao. Đất nền phía Nam giảm giá vẫn ế người mua. Thành phố Hồ Chí Minh cấp hơn 800 sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo. Thưa quý vị, lĩnh vực bất động sản chiếm đến 21% tín dụng hệ thống ngân hàng vào cuối năm 2022. Do đó, khó khăn của thị trường bất động sản được cho là một thách thức không nhỏ cho triển vọng của ngành ngân hàng trong năm 2023. Theo quan sát, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng lớn đang tăng tốc giao bán các tài sản thế chấp, trong đó có bất động sản để thu hồi nợ. Ngân hàng Đông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank vừa thông báo giao bán các khoản nợ của 7 doanh nghiệp với tổng dư nợ gần 500 tỷ đồng. Ngân hàng Việt Tin Banh mới đây cũng thông báo giao bán khu A của dự án trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia diện tích gần 6.000m2 để thu hồi khoản nợ 540 tỷ đồng của Marina Hotel. Vietcombank cũng vừa giao bán 30 quyền sử dụng đất liền kề với nhau với tổng diện tích là 2,14 hecta tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá khởi điểm cho các bất động sản này là 30 tỷ đồng. Theo dữ liệu thống kê, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn ngành đã tăng mạnh trong quý 2 năm nay, đạt mức 2,04%, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân là do sự ảnh hưởng bởi sự gia tăng của nợ nhóm 2 trong quý 1, tăng 27% so với cùng kỳ, đã phản ánh tỷ lệ nợ xấu trong quý này. Nhóm phân tích dự báo áp lực nợ xấu của ngân hàng trong hai quý cuối năm vẫn sẽ tăng cao do bộ đệm dự phòng của ngân hàng đã mỏng đi trong quý này, đạt mức 102,8% và thị trường bất động sản gặp khó về thanh khoản. Tính đến cuối quý 2, dư nợ tín dụng bất động sản tại một số ngân hàng, theo thống kê của WeGroup, đạt 411.659 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 23% so với cùng quý. Đây là mức dư nợ cao nhất trong 5 năm trở lại và tăng trưởng tín dụng tại lĩnh vực này cũng cao hơn so với các lĩnh vực khác. Nhóm phân tích cho rằng sự suy yếu của thị trường địa ốc sẽ gây ra áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao. Thưa quý vị, phân khúc đất nền tại khu vực phía Nam vẫn đắm chìm trong sự trầm lắng. Đây là thực tế vũ vàng được ghi nhận trong báo cáo tháng 7 của DKRA về thị trường địa ốc tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận. Cụ thể, thị trường chỉ có 24 nền được giao dịch trong tháng qua, giảm 94% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tiêu thụ khoảng 22%. Trong đó, giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý với mức giá trung bình dưới 13 triệu đồng một mét vuông, Mặt khác, nguồn cung đã có sự khởi sắc so với tháng 6 với 108 nền mới. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Đang chú ý, Bình Dương đang là khu vực chiếm tới 54% nguồn cung, tương ứng với 58 nền. Xếp sau là Đồng Nai 28% và Long An 18%. Ngoài ra, mặt bằng giá sơ cấp cũng giảm trung bình 4-6% so với những lần mở bán trước đó, cách đây 3-6 tháng. Hiện giá đất tại tỉnh Long An đang cao hơn so với mặt bằng chung các khu vực khác, lên tới 18,3 đến 37,4 triệu đồng một mét vuông. Những địa phương như Đồng Nai và Bình Dương lần lượt có giá giao động trong khoảng 11,8 tới 14,5 triệu đồng một mét vuông và 15,4 đến 16 triệu đồng một mét vuông. Bên cạnh đó, các chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, cam kết mua lại tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng mạnh tay nhằm kích cầu thị trường. Bất chấp các nỗ lực trên, tính thanh khoản của phân khúc này vẫn chưa thấy sự thay đổi tích cực. Trên thị trường thứ cấp, giá bán đất nền đã giảm trung bình 2 đến 4% so với tháng trước. Khách hàng thường ưu tiên lựa chọn súng tiền ở các dự án có chủ đầu tư uy tín, pháp lý đầy đủ, sổ hồng trao tay. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất, sổ hồng cho 30 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh công tác sổ hồng cho tổ chức tôn giáo để làm được điều này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cũng mong muốn các tổ chức tôn giáo, ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, ban tôn giáo và các sở có liên quan phối hợp hỗ trợ trong việc cung cấp hồ sơ pháp lý, xem xét có ý kiến các vấn đề liên quan kịp thời để thực hiện tốt nhất công tác này. Các tổ chức tôn giáo chủ động kê khai đăng ký đất đai để được công nhận và cấp sổ hồng theo luật đất đai. Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố rất quan tâm đến công tác cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo. Hiện nay thành phố có tổ công tác theo dõi công việc này, làm sao để công việc cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo một cách thuận lợi, đúng quy định của pháp luật. Được biết đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã cấp được hơn 113.000 sổ hồng đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch 7 nhóm giải pháp để giải quyết hơn 78.000 sổ hồng đang còn vướng mắc về pháp lý, xác nhận nghĩa vụ tài chính các doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.